trọng kính mời. Lễ viếng của doanh nghiệp vàng bạc Hồng Hải và các gia đình tình cảm hàng xóm với con gái Thu Dũng ở thành phố Thái Nguyên. Đoàn trở về trước linh sàng đặt vòng hoa thắp nhang thăm viếng, xin được cầu chúc cho bà về nơi suối vàng an giấc nghỉ ngàn thu. Chỉ là mời của gia đình Tăng Quyến sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong. Kính mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước chia buồn. Đông ở Cao Bằng để trở về thắp nhang thăm viếng xin được trân trọng kính mời. Lễ viếng của doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông ở Cao Bằng. Vô cùng thương tiếc khi nhận được tin bà 250 trở về theo tổ tiên. Đoàn trở về trước linh sàng đặt vòng hoa thắp nhang thăm viếng, cầu chúc cho bà về nơi suối vàng an giấc nghỉ ngàn thu. Tiếp đón của gia đình uống nước chia buồn với gia đình Tăng Quyến, gia đình xin được chân thành cảm ơn. Sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, kính mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước, gia đình. Chỉ là gia đình xin được chân thành cảm ơn. Tập luyện tâm nhang thay lời vĩnh biệt, xin được cầu chúc cho vong linh hương hồn bà đời đời siêu thoát an giấc nghỉ ngàn thu. Mời quý đoàn lui chân về nơi tiếp đón của gia đình uống nước để chia buồn cùng toàn thể Tăng Quyến, gia đình trân trọng cảm ơn. Kính thưa hương hồn bà Vũ Thị Lưu, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa ban tổ chức lễ tang. Hôm nay được tin bà Vũ Thị Lưu 250 về với tiên tổ. Chúng tôi thay mặt cho câu lạc bộ bóng truyền hơi tổ dân phố Giang Khánh và các bạn của chị Thu, anh Dũng là vợ chồng con gái của bà đang sinh sống và tham gia các hoạt động. Chúng tôi có chút lễ mọn, nén hương thơm, xin được thắp và chia buồn cùng với gia đình và xin được tiễn biệt bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước giờ phút biệt ly, âm dương cách biệt, đoàn chúng tôi xin một phút mặc niệm bà. Phút mặc niệm xin phép được bắt đầu. Chuyện mời của gia đình Tăng Quyến sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong. Kính mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước chia buồn với gia đình Tăng Quyến. Gia đình xin được chân thành cảm ơn. À ôi, dương gian trời nay đã trở về chưa?
kính thỉnh vong linh hương hồn mẹ con phà phớt đời đâu phía đông phía tây hay hồn mẹ con đang ở phía nam phía bắc hoặc hồn mẹ con đang ở đỉnh Trường Sơn hay hồn mẹ con đang vui thu nơi cỏ cây sông núi mẹ hãy trở về yên hưởng lai lấp mơ mẹ ơi cung tiên tạp bản phù lưu hương đăng đăng đặc vật vật nhất tâm đình lễ nhị bái mẹ ơi nay sắc sắc không không luân hồi đã định thương người đoan chính cần kiệm cổ lao sông nghi gửi thác về đời người ai tranh được thương ơi ai đâu để dường không chiếu lành anh thai dương chiếu đỉnh Trường Sơn mây ai gặp mà cảnh u buồn thuyền bát nhã tam quy đón dược coi thỏ mẹ quay về mẹ để cho trăm thương ngàn nhớ mẹ ơi các con xin chắp tay kính cẩn trình thưa rằng nay thiết nghĩ nhân sinh tại thế quả mây người sống được tam chín mươi đôi ba mươi năm cũng kể một đời xong phần số biết làm sao tranh được nên nhớ hồn mẹ thuở trước trong nghi tuổi xuân xanh ơn mẹ ơn cha đạo cả sinh thành đêm ngày dày dỗ mẹ lại lo bề thất nghi ra cho xôm họp chung mai mây đoạn nay chữ cương nghi thường đạo cả lòng nhưng như lo hiếu thảo đền ơn nếp kiệm cần mẹ hằng giữ sớm hôm mày nối được gia phong cơ chỉ và chắc ma bề cho vẹn toàn đường nọ lôi kia tuy khó nhọc nhưng lòng mẹ đâu thỏa vì đâu nay gió cả vút bẻ nhanh mai cho hoa lìa cây dục cánh tơi bời để yên lìa tổ kêu xuân xuân vò vò tưởng hồn mẹ nay nhưng trưởng thọ dìu dắt cho con khuyên đi nhủ nên người ai cũng ngờ đâu đi chắc lần sao rời hồn mẹ nay thác về miền Tây chúc từ nay biết lấy ai chăm sóc ngõ khúc tưởng đào từ nay quẩy bóng ra vào cõi nam cảnh bắc ngày chạy sáu khắc đêm vắng năm năm canh tưởng phất phơ bóng mẹ hiện ngoài mạnh tưởng thấp thoáng bóng hình mẹ trên khói
miên mai bóng dọi vào ngẩn gian. Từ nay hết đợi hết chờ, nắng hồng xe giá lạnh ai hay số bạch. Thuốc trường sinh cầu vượng mẫu chưa trao, nay tranh bút chú tử Nam Tào sớm mở định. Bồi ngồi thắm cảnh tuôn rơi hàng nước mắt đập đập, nay nhớ nơi ăn trốn ở buồng nằm mà như cắt ruột xé lòng các con trên trần thế. Mấy dòng kể lễ chiêu hồn mẹ về than đi thở nguồn cơn, cầu anh linh về phù hộ độ trì cho cháu cho con, cầu thần Phật tiếp dẫn vong hồn mẹ được siêu thoát. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm chấm tiểu, các anh là con trai là con rể nên để rót rượu. Rượu đầu tiên mẹ hỏi là hỏi mẹ hỏi mẹ ở nơi nào, mẹ về hiền hưởng lại lấp nhị tuất là tuất con rót. Tuần rượu thứ hai con gọi ba hồn chín vía, mẹ ở nơi nào mẹ về hiền hưởng lại lấp chấp mơ tiểu. Anh con rể rượu tam tuần là tuần con rót, tuần rượu thứ ba mà chén nào là nào chén ấy, còn nguyên chữ tam tuần hỡi mẹ. Đông gia nhị bái ơi bái ông binh nhà thân điểm thực mà chỉ con sôi không mơ con gấp thức ăn con mời mẹ về mẹ hiến hưởng tuần cơm mơ. Mẹ ơi cơm đơm một đũa thì vơi, cơm đơm mà hai đứa con vãi vong mẹ vậy. Mẹ ơi mẹ bỏ đi đâu để cho vắng cửa vắng nhà, để cho con trên đời con chăm chăm nhớ ngàn mẹ ơi. Để rồi kể từ nay trở đi mỗi khi dằm ba Tết lẻ, con gái có về đến cửa đến nhà, con biết tìm mẹ ở nơi đâu. Mẹ ơi con biết tìm mẹ ở nơi đâu, để mẹ con ta quay quần vui vẻ như những ngày xưa. Mẹ ơi lúc này đây dương gian trời đã trở về chưa, con gái kính thỉnh ba hồn chín vía mẹ ở nơi nào, mẹ về ăn cơm đông gia nhị bái ân bái ân
binh thân điểm trà. Bà ơi, trên mâm cơm có rượu, có cơm, có nước trà. Trà xanh tái ngọc với đầy hai tay cháu gió cháu mời bà hiến hưởng lai lâm mơ. Đâu còn có bà sống ở trên đời để cháu cày cháu trông. Đâu còn có bà để níu áo níu quần để như những ngày qua. Mẹ ơi, tất cả các con, các cháu cùng anh em nội ngoại, mẹ ơi, kính thỉnh ba hồn chín vía mẹ về mẹ ăn cơm. Trên mâm cơm có gạo có tiền, các con dâng mẹ về nhận lấy để làm lỗ phí hành sai. Mẹ ơi, đường bạc là đường tu hành, đường xanh thời về địa ngục xa xôi cách trở nghìn trùng. Mẹ có linh thiêng trở che độ trì cho tất cả các con, các cháu cùng anh em nội ngoại mạnh khỏe bình an. Đông gia nhị bái, ân nghi bái, ân đông gia lễ tất. Lời mời của gia đình Tăng Quyến sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, kính mời quý vị ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước. Gia đình xin được chân thành cảm ơn, xin được trân trọng kính mời. Vì đời siêu thoát, lời cội vinh hằng, an giấc nghỉ ngàn thu, dâng nén tâm nhang một phút vĩnh biệt. Phút vĩnh biệt bác xin được bắt đầu. Vâng, phút mặc niệm đã trôi qua, trên đời cảm ơn của gia đình Tam Quyền, trân trọng kính mời đoàn lui chân về nơi tiếp đón uống nước để chia buồn cùng toàn thể Tam Quyền. Gia đình trân trọng cảm ơn. Trở về dâng lên tâm nhang xong, trân trọng kính mời toàn thể các quý vị đưa chân về nơi tiếp đón uống nước để chia buồn cùng Tăng Quyến. Trân trọng cảm ơn.